kỳ là tầm hơn 60.000 đô, tầm 65.000 đô. Hello, xin chào mọi người, lại chào đây. Đấy là cách em khởi nghiệp xong rồi, em cứ tích tiền từ đấy xong rồi. Em nói là 30 sao vì nhà em có 3 chị em ạ. Và nhiều người nói em là rich kid. Life is short, if you want something you should go for it. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi Vy Thò Thò Thò. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta đó là... Hello, xin chào mọi người, lại chào đây. Họ tên đầy đủ: Nguyễn Châu Anh, Cung Hoàng Đạo, Cự Giải, đang học tại trường NYU, công việc hiện tại content creator, tiktoker và cho là chủ shop online Tarot by Chao. Nice to meet you. Yay! Ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cóc Chao để xem là một ngày của du học sinh Mỹ mà được nghỉ hè tại Việt Nam thì sẽ có những cái việc làm gì. Nhưng một ngày em hay làm gì? Một ngày của em ở Hà Nội thì em chỉ đi ăn uống với cả đi làm thôi ạ. Sở thích của em là gì? Em thích chơi liên quân và em đã cao thủ 14 mùa rồi ạ. Nói chơi liên quân từ 2016 á mọi người, top rank nha. Và cái việc đầu tiên đó là hai chị em mình sẽ đến một khách sạn mà có một món phở rất nổi tiếng dạo gần đây. Rất nổi tiếng dạo gần đây. Let's get started. Please still be happy. You can do whatever you like, you don't have to be ready. Một điều rất tuyệt vời đó là mình được trực tiếp xem đầu bếp chuẩn bị món phở này. Và đầu bếp của chúng ta là anh Chef Nam. Nên chúng ta sẽ có hai tô phở cực kỳ thơm ngon, những tô phở gây sốt gần đây. Thì ở đây bọn anh sẽ có tái, nắp, gầu. Và nước dùng thì bọn anh ninh khoảng tầm 12 tiếng trở lên. 12 tiếng trở lên ạ? Không dùng mì chính. Ui. Bọn em hôm nay là nhịn cả ngày nha anh. Để bọn em ăn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử trà sữa khách sạn 5 sao ạ. 1, 2, 3. Rất thanh mát ạ. Món rất to. Em xem video chị đi bán phở ấy. Wow. Cảm giác như hai chị em nhà mình ấy không phải là food reviewer. Không biết nói gì. Ừ, không, cái vốn từ vựng của bọn mình chỉ dừng lại ở việc là ôi, ngon thế nhở. Nhiều quá. Và đây là phần Quick Q&A. Trong thang điểm từ 1 tới 10, bây giờ em hãy chấm điểm từng mức độ khi mà em đi du học nhé. Đầu tiên là độ khó khi mà apply vào NYU. 9 điểm ạ. Áp lực khi đi du học. 8 ạ. Em học cấp 3 ở trường quốc tế và bọn em học một cái chứng chỉ nó rất là khó, nó em cảm giác là khó hơn đại học nhiều ấy ạ. Thế nên là khi mà em học xong cái chứng chỉ đấy rồi và em học đại học thì em thấy học ở đại học nó dễ hơn ấy ạ. Độ khác biệt về văn hóa. Em sẽ cho là 5 ạ. Em học trường quốc tế từ nhỏ ấy ạ. Thế nên là em cũng được tiếp xúc với môi trường với cả văn hóa nước ngoài nhiều. Vì kiểu Mỹ thì em cũng đã đi du lịch và kiểu khám phá vài lần rồi trước khi em quyết định đi du học tại Mỹ ạ. Áp lực khi mà sống xa gia đình và bạn bè. 6 ạ. Cũng không quá là áp lực vì em cũng thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam. Thì cứ tầm 3-4 tháng là em sẽ về Việt Nam ạ. Hello mọi người, lại Chao đây. Hôm nay mọi người cùng xem một chuyến bay hạng thương gia từ Mỹ về Việt Nam sẽ như thế nào nha. Giá vé cho mua là gần 3.000 đô, đổi ra là gần 70 triệu tiền Việt. Khi bay hạng thương gia thì sẽ có khoang ghế ngồi riêng như thế này. Còn áp lực về vấn đề kinh tế. 6 điểm ạ. Em may mắn vì bản thân em cũng không phải nghĩ đến vấn đề lo kinh tế quá là nhiều. Nhưng mà đồng thời em biết được là học phí rất là đắt nên em cảm giác phải học thế nào để cho xứng đáng với cả cái số tiền bỏ ra. Cái học phí của em là bao nhiêu? Nếu mà em được không nhầm một kỳ là tầm hơn 60.000 đô, tầm 65.000 đô một kỳ. Phải không? Một năm, tầm 250. 250, từ ngày 250.000. Cố gắng học xứng đáng, dạ tất cả không? Mọi thứ. Tiền nhà của Trang hàng tháng có giá là 3.000 tư đô. Vậy là một tháng ở New York cho tiêu hết 417 triệu tiền Việt. Chị thấy Trang làm rất là nhiều việc nhá. Vậy thì nếu như để chọn một cái điều để flex về bản thân mình thì em sẽ chọn điều gì? Em nghĩ là thành tích mà em tự hào nhất về bản thân mình là đỗ vào trường NYU ạ. Em thấy tuyển sinh ở Mỹ nó cũng khá là khó ấy, bởi vì nó không có những cái yêu cầu quá là rõ ràng, kiểu requirement là mình được bao nhiêu điểm là vào, mà nó sẽ đánh giá nhiều vào kiểu essay mình viết này nọ nữa ấy ạ. Em có thể kể lại cho mọi người là cái hành trình mà em apply vào trường như thế nào không? Kiểu từng bước một, từ những bước đầu tiên á. NYU là trường mà em mới vào nhất. Thì tuyển sinh Mỹ nó sẽ chia ra thành hai đợt. Một đợt là
apply là ED, là early decision, thì là mình chỉ được apply một trường duy nhất mà mình muốn thôi. Và nếu mà mình được nhận vào ấy ạ, thì mình sẽ không được vào trường khác nữa, là được nhận là mình phải vào luôn. Thì em đánh liều em apply cái đấy vào NYU, thì em được vào NYU qua cái đợt tuyển sinh sớm hơn đấy. Còn đa số mọi người sẽ apply đợt sau, the regular decision, thì mọi người có thể gửi đơn được đến rất nhiều trường và có thể được kiểu chọn trường mình muốn vào ấy ạ. Thế thì em có một cái bí kíp apply nào hay bí kíp viết luận nó được gọi là xuất phát từ những cái trải nghiệm cá nhân của em chia sẻ với mọi người, bởi vì chị biết là có rất nhiều người muốn apply đi du học. Em nghĩ là mỗi nước sẽ có khác nhau ấy ạ, nhưng mà em thấy ở du học Mỹ thì người ta quan tâm rất nhiều đến bài luận của mình, là personal statement, là mình sẽ viết thể hiện bản thân mình qua cái bài viết đấy. Thì em đã kể một câu chuyện khá là kiểu personal, kiểu riêng tư về kiểu nội tâm em và cách mà em nhìn nhận kiểu xã hội Việt Nam các thứ và cách em lớn lên. Em nghĩ là nếu mà mình viết kiểu chân thành, thể hiện bản thân mình nhiều nhất thì không cần kiểu quá là bóng loáng, kiểu viết những thứ quá là fancy, nhưng mà viết những thứ kiểu personal hơn, chân thật hơn về bản thân, thì em nghĩ là sẽ được kiểu người ta tuyển sinh, người ta sẽ thích những thứ như thế hơn ạ. Có rất là nhiều người quan tâm về vlog cuộc sống của em, một ngày của em như thế nào, và nhiều người nói em là rich kid. Thì chị thấy cái đấy cũng là một cái tên gọi tích cực mà mọi người muốn dành tặng, nhưng mà chị cũng rất tò mò không biết là từ phía em thì em có suy nghĩ như thế nào với cái nhận định rich kid của mọi người về em. Em cảm thấy may mắn bởi vì điều mọi người sử dụng cái từ ngữ đấy, bởi vì nó có nghĩa là em được kiểu có một gia đình, có tài chính khá là vững chắc, có bàn đạp để cho em đạt được những cái thứ mà em đang có ấy ạ. Nhưng mà đồng thời em cũng muốn là mọi người có thể nhìn kiểu không chỉ nhìn em như là một rich kid là kiểu chỉ có gia đình đằng sau, và em cũng muốn mọi người thấy ạ, những cái bạn mà kiểu sống trong gia đình có điều kiện cũng có thể tự xây dựng được những cái cuộc sống riêng, những công việc riêng của mình và cũng có thể tự lập được. Chao luôn luôn có một cái tính cố gắng, cái sự cố gắng rất là lớn trong công việc và trong học tập nữa. Thì chị rất là tò mò không biết là tính cố gắng đấy là xuất phát từ bé, là mình nghĩ là cái gì mình cũng sẽ phải cố gắng làm, hay là nó được trau dồi hun đúc trong một cái môi trường gia đình, hay là qua một sự kiện đặc biệt nào đó, hay có ai đấy ảnh hưởng tới em. Lúc đầu em cố gắng các thứ trong việc học tập là bởi vì em biết bố mẹ đầu tư cho em học trường quốc tế từ nhỏ, nên là mọi người cũng sẽ có những kỳ vọng về em và em muốn làm mọi người vui và tự hào. Đấy là động lực lớn nhất của em trong việc học tập. Còn về trong công việc, từ nhỏ em thích tự kiếm tiền rồi ấy ạ. Lúc 14 tuổi là em bắt đầu bán slime, rồi là em kiểu tự mua đồ về, em kiểu làm slime để bán trên mạng ấy ạ. Thế là cách em khởi nghiệp, xong rồi em kiểu tích tiền từ đấy, xong rồi em mở bán những thứ lớn hơn, tự lập về tài chính từ nhỏ, bởi vì em không muốn phải xin bố mẹ tiền để tiêu. Em biết là có rất nhiều người theo dõi em và có những người kiểu nhắn tin cho em là em rất truyền cảm hứng cho mọi người, thì đấy cũng là một động lực để em cố gắng để lan tỏa những cái năng lượng tích cực mà em có. Wow, đâu sẽ là ba hiểu nhầm nhận định nào đó mà mọi người nghĩ về em? Mọi người hay comment trên TikTok em là kiểu sao không bao giờ biết cảm giác kiểu ăn vỉa hè này nọ ấy hả, nhưng mà em thích ăn vỉa hè lắm ạ. Em với các bạn hay đi ăn kiểu bún đậu xong rồi xin bẩn các thứ ấy. Mọi người cũng nghĩ em khá là tiểu thư bánh bèo, kiểu nhẹ nhàng, nhưng em thấy cũng có một chút đúng, nhưng mà em nghĩ là em cũng có một phần gì đấy cũng khá là năng động và nghịch một chút, cũng khá là muốn kiểu cá tính. No, yes. Chị cũng muốn xăm nhưng mà bố mẹ chị không cho. Em, bố mẹ em cũng không thích em xăm lắm, nhưng mà giờ cũng kiểu kệ ấy hả. Em có những hình xăm nào? Em có 5 hình. Em nói là 30 sao vì nhà em có 3 chị em ạ. Hình xăm ý nghĩa nào đặc biệt với em nữa không? Em, đây là 29 Hà Nội chị ạ. 29 sẽ xuống xe hả? 29 Hà Nội chào anh em nhớ. Đây số 222 ạ. Đó là angel number. 222 có nghĩa là you're in the right place at the right time. Đó là mình kiểu chấp nhận các hoàn cảnh, kể cả mình đang buồn nhưng mà mình vẫn có thể kiểu hiểu rằng đây là thứ mình nên trải qua để mình có những bài học ấy ạ, nên em thích thông điệp này. À, tức là mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Thế khi nào có một vấn đề gì đấy trong cuộc sống cứ thì nó vừa ý nghĩa kiểu tốt đẹp mà em muốn có chất mình thôi ạ. Mỗi lần em xong thì em có phải xin phép ai không, hay là kiểu không, em cứ đi xong rồi em sẽ chụp gửi lại em hỏi là vị trí này đã được chưa, hay là kiểu to từng ngày được chưa ấy ạ. Mẹ đáng yêu ấy. We talk in English. You have a beautiful English accent. Thank you. You are a content creator. How many followers do you have now? I think I've got like 1,000,008 on TikTok, around 800k on Instagram. That's a lot. Nothing compares to you. No.
I mean, number is just number, right? It changes every day. Why do you pick this profession? Actually, like, it was never my intention. It just happened. Like, at first, I posted videos on TikTok for fun, and they just blew up, and it gave me like more motivations. When I got more followers and I got brand deals and stuff, and I think to myself like it could really be like a career, so I started to take it more seriously. And you have been doing really well since then. What do you think is the most important thing when it comes to becoming a successful content creator? I think that what made me stand out was like my signature like line, like hello, xin chào mọi người, là Chào đây. Mọi người là Chào đây. Hello mọi người, là Chào đây. There was a time when people used my sounds to recreate like their own videos. Have to have something different from the rest, so people would like recognize you, like something iconic about you. Yes. So just be different and be you. Be different and be you. That's a beautiful message that I think really inspires others to become a content creator. Hello, mọi người, lại là Chào đây. Yeah, it's very cute. It's really adorable. It applied the same thing to my journey of becoming a content creator because my line is Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi Vy Vocab. But it didn't blow up, but because I did it so consistently for the past 5 years, so people think about it. So I think be you and be different and be consistent. You're really good at studying and like you're doing a lot of things. How about your way, your tip to manage the time? I think that I know what my priorities are and I would always put my study first, so like then like my job after. So I would not like create content if I haven't finished my study. Mm-hmm. How about your way to study English? I love Friends. People should watch the TV show Friends. I love Friends. I think it's perfect for studying English because like the language they use are like really basic, like on a daily basis. So we have been talking about learning, studying, work, career. Let's talk about relationships. What do you think is the best quality of you in the relationships? I just happen to be like really sentimental. Mm-hmm. So I think I express my love and care for people around me a lot. Yeah. Like for my friends, I usually send them like sweets or like presents, like if I see something that I think they might like, I would buy it and send it to them like out of nowhere just because I want them to be happy. Nice. So like your love language is buying gifts for others, care for them. Yeah. Like show care, show so, that you care about like their hobbies and what they like. Is there any quote that really inspires you to become better? If not now, then when? Mm-hmm. A lot of people have passions that like they procrastinate and they think that like they can do it later, but they would never do it. And like you would never know what happened. Life is short. If you want something, you should go for it. The more I talk with you, the more I realize that you are really, compared to your age, really matured. Thank you. Really matured and really know how to think about others and how to make a life more beautiful. So that's really inspiring and cute. I hope to see you grow more in your career, in everything you do, and you always shine as who you are. Thank you so much. It was a pleasure meeting you. Nó không có tính xây dựng mà chỉ có mà người ta nói chỉ để kiểu làm tổn thương mình ấy, thì em cũng sẽ không quá là để tâm, bởi vì em biết kiểu mỗi người đều có cuộc sống riêng của họ và kiểu người ta đang có một ngày tồi tệ và người ta cần chút điều đấy lên ai đấy thôi. Cũng không sao, em ok với việc đấy ạ. Tôi ưng mindset này nha, tức là mình sẽ đặt bản thân mình vào vị trí của người khác một chút xíu để mình có thể hiểu và thông cảm. Em có nhiều tham vọng và em hay đặt cái mục tiêu kiểu lớn để bản thân em theo đuổi ạ. Đến này em sẽ tặng ai? Một người đặc biệt ạ. Chị tặng ai ạ? Cũng một người đặc biệt. Nice, thank you mọi người, thank you for watching.